Hello, xin chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã click vào xem video của Như nha. Đầu video thì Như muốn nhắc lại các bạn một lần nữa, bạn nào mà dự định đến cửa hàng mua xe thì các bạn liên hệ cho Như qua số 0981 574 745. Và số đó Như cũng có sử dụng Zalo luôn, Như có để phía bên dưới màn hình á. Thì bạn nào mà còn hỗ trợ tư vấn ngay hoặc là muốn tư vấn qua Zalo thì các bạn nhắn tin trực tiếp vào Zalo cho Như ha. Thì Như sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn nhanh ngay và liền luôn nha. Còn các bạn mà thấy Như chậm trả lời quá thì chắc là có thể là lúc đó là do tin nhắn các bạn nhiều quá thì Như chưa có kịp thấy được, cho nên các bạn cứ gọi trực tiếp cho Như ha. Rồi video hôm nay thì Như sẽ cập nhật giá của dòng Exciter 155 và đầy đủ tất cả các phiên bản luôn cho các bạn nhé. Sáng nay thì bên Như về rất là nhiều luôn, từ 150 nè, 155 và Emerging nữa. Cho nên là hôm nay thì Như sẽ cập nhật tất cả các phiên bản mà hiện tại bên Như đang có luôn nhé. Về đầu tiên là Như có phiên bản này là các bạn hay gọi em này là xanh lính, xanh màu lính gì đó ha. Phiên bản này là phiên bản xanh đen giới hạn nha. Và em này thì có sử dụng khóa thông minh Smart Key, heo dầu 2 bit và cổng sạc điện thoại. Em này thì hiện tại bên Như đang bán với mức giá là 47.500.000 cho phiên bản này ha. Và cạnh bên là một phiên bản nữa. Phiên bản thì có rất là nhiều bạn hỏi nè. Tại vì phiên bản này thì Như nghe thông tin là hiện tại đã ngưng sản xuất cái phiên bản này rồi. Đó là phiên bản Monster ha. Phiên bản này thì em trên 150 cũng có nữa, nhưng mà nó hết hàng rồi ha. Hiện tại thì 155 Như cũng còn một số xe, cho nên là bạn nào mà đang dự định mua phiên bản này thì liên hệ ngay cho Như nhé. Em này thì cũng đồng giá luôn. Nói chung tất cả các phiên bản giới hạn thì đều đồng với mức giá là 47.500.000 ha. Rồi cạnh bên thêm một phiên bản giới hạn nữa là màu trắng ngọc trai. Em này thì cũng đồng với mức giá là 47.500.000 luôn ha. Nói chung là Như chỉ đi sơ qua thôi, còn chi tiết từng xe thì hầu như là Như đã làm nhiều clip rồi ha, cho nên Như đi sơ qua cho các bạn xem ha, để các bạn cùng xem tất cả các dòng xe mà hiện tại bên Như đang có luôn. Cạnh bên thì phiên bản này là phiên bản Edge 150 đen nhám ha, đen nhám nè, rồi màu trắng đỏ nè, em 150 trắng đỏ đen nhám, ở đây cũng còn đen nhám nữa nè. Đó, nguyên một dãy này là trắng đỏ với đen nhám cả. Thì hiện tại Edge 150 bên Như đang có mức giá là 42.500.000 nha các bạn ha. Edge 150 thì nó khác với Edge 155 cũng rất là nhiều, như là từ mẫu mã thiết kế nè. Và Edge 150 thì nó không có khóa smart key đâu, nó chỉ có cái khóa cơ thôi ha, và heo dầu là heo 1 bit ha. Rồi cạnh bên thì hôm nay có nhiều bạn hỏi Như về cái dòng Edge nhập hay gọi là mới kinh ấy. Em này mới kinh thì hiện tại bên Như đang bán mức giá là 42.500.000 luôn, nó sẽ bằng giá với lại cái dòng Edge 150 ha. Đây em này hiện tại Như còn là màu này là màu đỏ đen của phiên bản 2021 nha các bạn nhé. Rồi các bạn cùng Như vào trong đây mình xem khu vực ở phía trong này ha. Hiện tại bên Như đang còn có rất là nhiều mẫu. Rồi khu vực phía trong này và còn cả trong kho nữa, nhưng mà Như cho các bạn xem ở trong này trước. Là em này là phiên bản tiêu chuẩn ha. Em này là màu đen bóng của phiên bản tiêu chuẩn thì nằm với mức giá là 42.500.000. Em này sử dụng khóa cơ ha, và heo dầu là heo 1 bit nha các bạn. Nhưng mà em này là 155 nha. Rồi cạnh bên thì Như có một phiên bản Như nhầm, phiên bản này là phiên bản cao cấp sơn 3D. Các bạn phân biệt phiên bản cao cấp là nó là heo dầu là heo 2 bit nè, còn phiên bản tiêu chuẩn là heo dầu chỉ là heo 1 bit thôi. Và phiên bản cao cấp này thì có cổng sạc điện thoại với lại khóa thông minh smart key nhé. Thì em này được sơn lên từ phiên bản cao cấp và sơn 3D, nên em này nằm với mức giá là tầm cỡ 46.000.000 nha các bạn nhé. Rồi cạnh bên em này cũng nằm với mức giá là tầm cỡ 46.000.000 luôn. Em này là em đặc biệt xanh GB. Và xanh GB đây là xanh GB của phiên bản cũ, phiên bản 2021. Còn các bạn xem xanh GB của phiên bản 2022 thì em nó nằm dưới đây ha. Đây, đó là phiên bản xanh GB của 2022. Thì nó sẽ chiếm phần nhựa nhám màu đen nó nhiều hơn chút xíu. Này nó ngầu hơn chút xíu ha. Đó, còn ở 2021 thì nó vẫn giống với lại những cái phiên bản trước đây. Đó, giống như Edge 150 nó cũng có phiên bản này. Nhưng mà Edge 150 thì hiện tại là nhà máy nó đã bỏ mẫu cái phiên bản xanh GB này rồi, cho nên Edge 150 thì không còn cái màu này nữa nha các bạn nhớ. Có nhiều bạn cũng hỏi Như á, nhưng mà không còn. Rồi đây là màu đỏ nhám. Đỏ nhám thì mẹ tiêu chuẩn nè. Rồi cạnh bên thì có Monster với lại xanh nhám. Đặc biệt là phiên bản này hôm nay cũng có nhiều bạn quan tâm lắm nha. Bản này là bản em nó có một cái tên rất là dài các bạn, xanh xám đen ánh bạc á. Nhưng mà Như gọi là xanh xám ha. Em này được đi với lại mâm dạ quang. Giá em này thì cũng là 47.500.000. Em này cũng nằm trong cái bản phiên bản giới hạn luôn nha các bạn nhé. Rồi còn ở khu vực ở phía dưới nữa thì Như có Winner V3 đầy đủ tất cả các phiên bản.
Mà Winner V3 thì chắc là Như hẹn các bạn lại video sau, Như sẽ cập nhật giá của dòng Winner V3 cho các bạn luôn nhé. Ok, thì video của Như đến đây đã hết rồi nha các bạn nha. Đó là Như đã vừa giới thiệu tất cả các phiên bản mà E150, 155 và Epic King nữa. Cho nên là bạn nào đang dự định mua phiên bản nào thì liên hệ ngay cho Như nhé. Số điện thoại Như để phía bên dưới màn hình. Trước khi đến cửa hàng nhớ liên hệ cho Như, hoặc đến cửa hàng cứ nói là có biết Như qua kênh YouTube thì các bạn sẽ được rất là nhiều quà tặng ưu đãi hấp dẫn khác luôn. Và Như có thể có cơ hội để được hỗ trợ các bạn, tư vấn các bạn để các bạn chọn được mẫu xe ưng ý nhất nhé. Cảm ơn các bạn các bạn.